Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa đang đến với chương trình Học Kinh Thánh trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, trong suốt hơn một tuần vừa qua, thì tôi và gia đình của tôi cùng với những con cái Chúa ở tại Florida và North Carolina cũng đã được sự gìn giữ, bảo vệ bình an của Chúa qua những cơn bão như là bão Helene và bão Milton vừa rồi. Cảm ơn Chúa bởi vì trong Chúa Jesus Christ chúng ta có được sự an ninh, có được sự bảo vệ một cách tuyệt vời. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với lời của Chúa qua một sứ điệp, đó là Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Thưa quý mai chị em, một trong những nhu cầu lớn nhất của chúng ta ở trong cuộc sống này, dù là người tin Chúa hay là người không tin Chúa, thì chúng ta thấy rằng việc mưu sinh, cơm áo gạo tiền, đó cũng là một trong những cái gánh nặng và gây áp lực rất lớn cho đời sống của người chúng ta. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta không nên quá lo lắng và nặng nề về những điều này. Bởi vì trong Thánh có cung cấp cho chúng ta một lời hứa rất quý của Chúa dành cho chúng ta. Đó là Ngài chính là Đấng cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài là Đấng tiếp trợ cho mọi nhu cầu, những điều cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi chúng ta có đức tin và tin cậy nơi Ngài. Kinh Thánh chép như thế này ở trong sách Philip đoạn 4 câu 19 rằng: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em đi theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa, đây là lời của sứ đồ Phaolô. Ông đã chia sẻ cho những thánh đồ tại thành Philip rằng Đức Chúa Trời của ông sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của họ đi theo sự giàu có của Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là một lời hứa rất là vui mừng và khích lệ cho tất cả chúng ta là những người trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy rằng là Ngài không hứa đáp ứng tất cả mọi sự tham muốn của chúng ta. Ngài không hứa ban cho con cái Chúa một chiếc xe mà họ ưa thích hay là một biệt thự sang trọng. Bởi vì Chúa không phải là một ông thần đèn để đem đến cho con người của chúng ta tất cả những điều ước muốn. Nhưng mà Ngài biết được những gì tốt nhất và cần thiết cho đời sống của chúng ta. Ngài là một người cha tốt lành, một người cha đầy ân điển và đầy yêu thương. Chúa Giêsu đã nói thế này ở trong sách Matthew đoạn số 7, câu 7 cho đến câu số 11 rằng: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ở đây lời của Chúa chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài sẽ sẵn sàng để ban cho chúng ta là con cái của Ngài những gì mà chúng ta xin. Những gì mà chúng ta xin ở đây đó là bánh, đó là cá, đó là những cái vật tốt, những cái vật cần thiết cho sự sống của con người chúng ta. Và là người cha ở trong phần xác này, khi chúng ta có con cái, chúng ta cũng mong muốn cho con mình những cái điều tốt nhất mà chúng ta cầu xin. Tôi có ba đứa con và tôi rất yêu thương ba đứa con của tôi. Nhưng mà không phải rằng là khi tôi yêu thương thì tôi sẵn sàng cho nó tất cả những gì mà chúng nó cầu xin. Có những điều tôi cho và có những điều tôi không cho. Bởi vì tôi biết được cái điều gì nó sẽ có hại và điều gì sẽ không có hại và nó sẽ làm tốt hơn cho đời sống thuộc linh cũng như thuộc thể của con của tôi. Và Đức Chúa Trời là người cha hoàn hảo, người cha tuyệt vời hơn cả mỗi người chúng ta nữa. Ngài biết được cái điều gì là tốt nhất cho con cái của Ngài. Cho nên khi chúng ta xin những điều tốt thì chắc chắn Chúa sẽ ban chúng ta những điều đó. Và chúng ta cần phải có đức tin và lòng tin cậy nơi Chúa để đến với Ngài, để cầu xin, hãy tìm kiếm và hãy gõ cửa thiên đàng. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta chạy đến với Chúa và cầu xin nơi Ngài những gì mà chúng ta cần thiết ở trong cuộc sống này. Rồi vua David cũng nói thế này ở trong sách Thi Thiên đoạn 84 câu số 11 cho đến câu số 12: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa là Đấng ban ân điển và vinh hiển, Ngài chẳng từ chối điều tốt lành gì. Tôi xin lưu ý cái chỗ này, đó là Ngài chẳng từ chối điều tốt lành gì cho tất cả chúng ta là con cái của Chúa. Do đó là người theo Chúa, chúng ta hãy có một sự hiểu biết và đầy đức tin nơi ơn của Chúa rằng những gì tôi cầu xin Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban cho tôi. Ngài không từ chối tôi nếu thật sự cái điều mà tôi cầu xin đó là điều
cần thiết và là điều mà tốt cho chính đời sống của tôi. Và tạ ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta một đời sống thịnh vượng và sung mãn ở trong ơn của Ngài. Như ở trong Giăng đoạn số 10 câu số 10, Chúa Giêsu Ngài nói rằng là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiến được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa ban chúng ta sự dư dật, Chúa ban chúng ta sự thành công, sự thịnh vượng, sung mãn ở trong cuộc sống tâm linh và cũng như trong thể xác của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì cái từ thịnh vượng ở trong tiếng Hy Lạp đó là cái từ eudo. Đấy là một cái từ có ý nghĩa nói về cái sự thành công, sự phát đạt, sự tiến lên và được dẫn dắt một cách thuận lợi. Sự thịnh vượng nó không có ý nghĩa về mặt thuộc thể, về những gì của cải vật chất mà chúng ta có. Nhiều người nghĩ rằng là sự thịnh vượng nói về chiếc xe Mercedes hoặc là một cái nhà lầu hoặc một biệt thự nào đó, hoặc là một cái điện thoại sang trọng nào đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là cái sự thịnh vượng đó là một cái từ nói về cái sự tiến lên trong ơn của Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật họ đã kinh nghiệm được cái sự thịnh vượng, dẫu rằng lúc ban đầu họ theo Chúa, họ không có gì ở trong tay cả. Tôi ví dụ đó là Gia-cốp, tôi ví dụ đó là Joseph, David, những con người họ đã khởi đầu với Chúa với bàn tay trắng, họ không có gì cả quý mài chen. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, có thể là 10 năm, có thể là mười mấy năm hoặc hơn thế nữa, và thế là Chúa đã ban phước cho họ của cải dư dật và càng ngày càng gia tăng. Đó chính là người thịnh vượng. Thịnh vượng không có nghĩa rằng là tài sản của mình được gia tăng, tài khoản ngân hàng của mình có một số tiền kích xu nào đó. Nhưng mà sự thịnh vượng thật của Chúa, nó xuất phát từ trong tâm linh. Trước hết, nó phải có sự hiện diện của Chúa ở trong tâm linh người đó. Người đó được gia tăng ở trong đạo đức, ở trong phẩm cách của mình, được thay đổi ở trong suy nghĩ, trong cách tư duy, trong lối sống và ở trong sự tin kính Chúa. Rồi sau đó, điều đó nó sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài cuộc sống của người đó. Người đó đi đâu, làm gì cũng đều được thành công, được phước và trở nên xuất sắc, xuất chúng ở trong mọi công việc của họ. Sứ đồ Giăng đã cầu nguyện cho Gai-út thế này ở trong Giăng 3 câu 2. Hỡi kẻ đất yếu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng ở trong mọi đường, trong mọi sự và được khỏe mạnh, cũng như linh hồn anh đã được thịnh vượng vậy. Thưa quý mài chị em, sự thịnh vượng đó là một điều có thật ở trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay có nhiều người họ không muốn nói về tinh lành thịnh vượng. Dĩ nhiên chúng ta không nói về sự thịnh vượng theo cái cách cực đoan, chỉ nói về sự thành công thịnh vượng ở trong vật chất đời này. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng từ trong tâm linh cho đến thể xác của chúng ta. Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng ở trong sức khỏe, Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng ở trong công việc, Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng ở trong các mối quan hệ của chúng ta với nhau, và cũng như được thịnh vượng ở trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự tin kính, đạo đức, phẩm hạnh của chúng ta được gia tăng ở trong ơn của Chúa. Đó là những điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta thịnh vượng ở trong Ngài. Ở trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật đã nhận được sự tiếp trợ siêu nhiên của Đức Chúa Trời cho những nhu cầu của họ và họ được thịnh vượng. Dưới đây là một số những ví dụ tiêu biểu. Ví dụ đầu tiên đó chính là dân Israel ở trong đồng vắng. Khi dân Israel rời khỏi Ai Cập và lang thang trong đồng vắng trong 40 năm, thì Đức Chúa Trời mỗi ngày đã cung cấp cho họ mana từ trời xa xuống. Đấy là một loại bánh siêu nhiên từ trời. Nó là một cái loại bánh có sắc màu trắng và cái vị nó giống như vị ngọt. Và nước từ trong vần đá đã tuôn ra cho họ uống ở trong suốt 40 năm. Và cứ mỗi ngày như vậy trong 40 năm đó, họ đã được Chúa Ngài chăm sóc cho họ về nhu cầu thuộc thể, ăn và uống. Và chúng ta biết rằng là trong 40 năm đó, họ đi lang thang trong đồng vắng, không phải là Chúa không thể dẫn họ vào trong xứ, nhưng mà bởi vì cớ họ đã lầm bầm, họ than phiền với Chúa, thậm chí có những lúc mà họ nổi loạn với Chúa nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong 40 năm đó Chúa dù giận nhưng mà Ngài vẫn ban cho họ mana và cho họ nước để uống. Và tôi có thể hình dung rằng là Chúa vẫn thương họ, Chúa vẫn thương xót họ cho đến cái ngày cuối cùng, trước khi mà họ nhắm mắt họ lìa đời, thì mana từ trên trời vẫn rơi xuống ở ngay cái chỗ họ ở để họ có thể ăn được cái mana đó. Dẫu rằng họ bị Chúa giận, Chúa không cho họ vào trong xứ, nhưng mà trong 40 năm đó Chúa vẫn cho họ ăn và uống theo cách siêu nhiên của Ngài. Và mana đó chỉ chấm dứt khi mà dân Israel họ đặt chân vào trong xứ hứa và họ khởi sự cày cấy, họ gieo trồng. Và khi mà Kinh Thánh nói rằng là khi mà
đất bắt đầu sản sinh ra những cái sản vật đó thì mana từ trời ngưng lại và không còn có mana Chúa chu cấp nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người dân Israel trong sa mạc họ đã bước đi với Chúa trong 40 năm, và trong 40 năm đó Chúa đã ban cho họ một cách siêu nhiên, không để cho họ đói, không để cho họ khát bất cứ một ngày nào hết. Trong sách Phục Truyền Luật Ký đoạn 8 câu 4 chép rằng là trong 40 năm này áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Tạ ơn Chúa, đó là sự chu cấp kỳ diệu của Chúa cho dân sự của Ngài ở trong thời của Môi-se. Và ví dụ thứ hai đó là tiên tri Eli. Tiên tri Eli đã được Đức Chúa Trời Ngài nuôi bằng bánh và thịt do một con quạ mang đến khi ông trốn chạy vua Ahab ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn số 17 câu 4 cho đến câu 6. Bởi vì trong thời gian đó vua Ahab đã cưới hoàng hậu Jezebel, và hoàng hậu Jezebel là một người rất là gian ác. Và bởi vì có cái người hoàng hậu này, cho nên ông vua Ahab đã cấm tiên tri Eli và cũng như các tiên tri khác không được phép rao giảng lời của Chúa, không được phép rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Cho nên là điều đó đã dẫn đến một cái hậu quả, đó là hạn hán, đói kém, không có mưa từ trời xa xuống. Và Chúa đã tiếp trợ cho tiên tri Eli, tôi tớ của Ngài, một cái siêu nhiên, đó là ông đã đến Khe-Kerit và mỗi ngày tại đó ông nhận được thịt và bánh do một con quạ nó đem đến. Đôi khi là người của Chúa, chúng ta thấy rằng theo Chúa đó là một hành trình nhiều thách thức và phải có sự trả giá. Tôi đã đọc cái câu chuyện này rất là nhiều lần và tôi thấy rằng thật sự Chúa Ngài có cách đặc biệt của Ngài để tiếp trợ cho người của Ngài. Ở trong cái câu chuyện này, Chúa không gọi Eli để đi làm việc, để kiếm tiền, để nuôi sống mình ở trong cái thời gian hạn hán đó. Nhưng mà Chúa đã cho Eli đến một cái khe Kerit và tại đó ông đã nhìn thấy sự tiếp trợ siêu nhiên của Chúa trên cuộc đời của ông. Rồi sau khi mà khe Kerit đó bị khô, nó không còn chảy ra nước nữa, và con quạ nó cũng không đem thịt đến để mà nuôi ông, thì Chúa cũng đã sai ông đến tại nhà của một người đàn bà quá ở tại Sarepta. Và tại đó, người phụ nữ này đã cho tiên tri Eli ăn hai cái bánh cuối cùng mà bà và con trai của bà có thể ăn đến. Và bà bởi đức tin đã cho người của Đức Chúa Trời là tiên tri Eli ăn những cái bánh ăn cuối cùng của gia đình bà. Và Chúa đã ban phước cho hai mẹ con một cách lạ lùng, đó là dầu không thiếu trong bình và bột cũng không thiếu ở trong vò. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn số 17 câu số 14 cho đến câu số 16. Tại Chúa đã khiến cho bột và dầu nó cứ sản sinh ra một cái siêu nhiên ở trong cái bình và trong cái vò đó. Trong suốt hơn 3 năm rưỡi, hai mẹ con này đã được Chúa Ngài nuôi nấng và chăm sóc một cách đặc biệt ở trong ơn của Chúa. Vậy thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là để chúng ta được phước và được sự tiếp trợ của Chúa thì đôi khi chúng ta phải áp dụng cái nguyên tắc thuộc linh này. Nó hơi ngược lại so với cái nguyên tắc của đời này. Nguyên tắc của đời này đó là mình muốn có được thêm thì mình cần phải nhận. Nhưng mà ở trong cái nguyên tắc thuộc linh, ở trong cái câu chuyện này, đó là để chúng ta có thêm được sự tiếp trợ của Chúa, thêm được phước của Chúa vào trong tài chánh của chúng ta, thì đôi khi chúng ta phải vâng theo lời của Chúa để chúng ta ban ra. Và chúng ta khi chúng ta ban ra thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Đấy là một trong những cái nguyên tắc mà Chúa Ngài muốn dạy dỗ cho con cái Chúa. Chúng ta cần phải sống bởi đức tin, và chúng ta cần phải có sự dâng hiến, có sự chúc phước cho hội thánh và cũng như cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Ví dụ thứ ba đó chính là vua David. Ở trong những hoàn cảnh khó khăn, vua David cũng đã nhận được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Đang khi ông chạy trốn khỏi vua Saul thì Đức Chúa Trời đã giúp cho ông tránh khỏi những sự truy đuổi và bảo vệ ông khỏi những kẻ thù của ông. Và trong suốt thời gian ông đã chạy trốn khỏi vua Saul như vậy, rồi ông cũng chạy trốn khỏi Absalom là con trai của mình, bởi vì Absalom tìm cách để giết David và nổi loạn cướp vị của cha mình là David, thì ông đã sáng tác ra rất là nhiều những thi ca, những thi thiên để thờ phượng Chúa và tôn cao Đức Chúa Trời. Ông đã nói thế này ở trong sách Thi Thiên đoạn thứ 115 câu số 11 rằng: hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Thi Thiên đoạn 33 câu số 20 chép rằng: linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Ông luôn luôn có một tấm lòng trông đợi Chúa và nhờ cậy nơi sự tiếp trợ của Chúa.
trên đời sống của ông. Dẫu rằng ông có sức khỏe, ông có sức mạnh, ông có những cái binh đoàn quân sự bên cạnh ông cũng có khả năng, ông cũng có sự khôn ngoan, sự thông minh mà Chúa ban cho mình. Nhưng mà ông không nhờ cậy vào trong tất cả những điều ông có, nhưng mà ông đã chọn để nhờ cậy nơi chính Chúa. Bởi vì chính Chúa là đấng đã kêu gọi và chọn lựa ông để làm vua ở trên Israel. Cho nên ông đã đặt lòng tin cậy của ông vào nơi Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Và sau đó Chúa đã ban phước cho David rất là tuyệt vời. Và đến khi ông lớn tuổi, ông đã già rồi, thì ông đã nói thế này ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 25 cho đến 26. Tôi đọc ở trong bản dịch Kinh Thánh 2010 như thế này: trước khi tôi còn trẻ, nay đã già, tôi chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ hay dòng dõi người ấy đi ăn mày. Hàng ngày người công chính làm ơn và cho mượn, dòng dõi người được phước. Tạ ơn Chúa. Vua David khi ông đã lớn tuổi rồi, ông già rồi, thì ông đã nói thế này: trước tôi trẻ, rồi bây giờ đã già, tôi chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ hoặc là dòng dõi của người ấy điên mày hết. Tạ ơn Chúa. Đó là kinh nghiệm của vua David. Mấy chục năm ông sống ở trên đất này và ông thấy rằng là chưa có một người công bình nào, có thể trong đó có ông nữa, chưa có một người nào bị Chúa bỏ, chưa có một người nào mà Chúa để cho họ phải sống lấy lất hoặc là phải trông đợi nơi cái sự thương xót, thương hại của những người xung quanh. Và Chúa không hề để cho dòng dõi của người ấy đi ăn mày nếu thật sự người ấy là người tin cậy nơi sự tiếp trợ của Chúa. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa thật sự đem lại sức mạnh cho mỗi đời sống của chúng ta. Những khi nào, tôi khích lệ anh chị em, những khi nào chúng ta hết tiền, những khi nào chúng ta đối diện với khó khăn, thử thách, nợ nần, túng thiếu, bế tắc ở trong cuộc sống, trong công việc, hãy suy gẫm đến những lời này. Chúa không để chúng ta phải đi ăn mày đâu quý mài chị em. Chúa không để chúng ta phải đi ăn xin đâu. Chúng ta không cần phải xin xỏ bất cứ ai. Dẫu rằng Chúa có thể tiếp trợ cho chúng ta qua người nào đó, nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu Chúa không chạm đến tấm lòng của người ấy thì một xu người ta cũng không cho chúng ta. Cho nên thà chúng ta xin Chúa hơn là xin con người. Và hãy nói với Chúa về những nhu cầu của chính mình, chứ đừng nói cho thiên hạ. Bởi vì thiên hạ họ có thể cho hoặc là họ không cho. Và tệ hơn nữa đó là họ coi thường chúng ta nữa, họ còn khinh miệt chúng ta nữa quý bạn chị em. Nhưng mà khi chúng ta xin Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho. Chúa không bao giờ coi thường hoặc là khinh dễ lời này xin của chúng ta đâu quý mài chứ. Tôi biết có những người giàu có ở trong đời này, khi mà họ thấy những người nghèo, những người cần có tài chánh ở xung quanh họ, họ có thể cho những người nghèo khổ đó. Nhưng mà trong lòng họ coi thường những cái người nghèo đó. Khi họ cho một đồng xu nào đó, ánh mắt của họ thể hiện cái sự khinh rẻ cái người mà họ đang thương hại. Nhưng mà đối với Chúa, khi Chúa cho chúng ta đó quý mài chị em, Chúa không nhìn chúng ta với ánh mắt của một người coi thường chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa sẽ yêu thương chúng ta và Chúa cho chúng ta còn nhiều hơn là con người cho chúng ta nữa quý mài chị em. Do đó hãy đến với Chúa, hãy cầu nguyện: Chúa ơi, con cần có tài chánh, con cần có thu nhập, con cần có công việc mới, con cần có những cái điều kiện tốt để con có thể học hỏi, để con có thể tiến thân, con có thể phát triển cuộc sống của con. Chúa ơi, Ngài biết được cái người nào có thể hỗ trợ cho con, xin hãy đem người đó đến. Chúa ơi, Ngài biết được cái cơ hội làm việc, cái cơ hội kinh doanh nào béo bở và thuận lợi cho cuộc sống của con, xin Chúa Ngài đem những cơ hội đó đến. Chắc chắn Chúa sẽ đem đến quý bài cho em. Và hãy nói với thiên thượng về những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta nói với thiên hạ chung quanh. Hãy để cho thiên thượng biết được nhu cầu của mình. Chắc chắn thiên thượng sẽ không để chúng ta thất vọng đâu quý bài cho em. Cảm ơn Chúa. Rồi vua David cũng nói tiếp ở trong Thi Thiên đoạn thứ 121 câu số 1 cho đến câu số 4 thế này: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là sự tiếp trợ của chúng ta đến từ Đức Giê-hô-va, đấng đã dựng nên trời và đất. Vua David đã bắt đầu cái phân đoạn Kinh Thánh này với một cái câu khẳng định, đó là tôi ngước mắt lên trên núi. Ông không bắt đầu phân đoạn Kinh Thánh này bằng một câu hỏi nếu như cái nhu cầu của ông đó là sự tiếp trợ tôi đến từ đâu. Giống như là nhiều người ngày hôm nay trước khi mà khẳng định đức tin của mình ở Chúa thì cứ chạy đến với Chúa nói: Chúa ơi, tiền đâu, Chúa ơi, tiền đâu, tiền đâu, tiền đâu. Nhưng mà quý mài chị em ơi, chúng ta cần phải khẳng định đầu tiên với Chúa, đó là con ngước mắt lên trên núi, con ngước mắt lên nơi Ngài. Ngài chính là đấng trả lời cho mọi
nan đề của con. Khi chúng ta ngước mắt lên với Chúa, thì những cái nan đề còn lại, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Nếu quý vị có đức tin như vậy, tôi xin chúc mừng quý vị là những người thịnh vượng, là những người giàu có, là những công nương, những hoàng tử của nhà vua Giê-xu. Cảm ơn Chúa, ở trong Chúa Giê-xu Christ, không điều gì là không thể cả quý mài cha. Tất cả mọi thứ đều sẽ có thể khi chúng ta có đức tin nơi Chúa Giê-xu. Thi Thiên đoạn 145 câu số 16. Thi Thiên đoạn 145 từ câu 14 cho đến câu 16 chép thế này: Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và vực dậy mọi kẻ ngã lòng. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ. Chúa rộng mở tay Ngài làm thỏa nguyện mọi loài sinh vật. Tại Chúa, Chúa nâng đỡ chúng ta. Có những khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta bị vấp ngã, rồi chúng ta ngã lòng, thì chính Chúa sẽ đến và Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta bằng sự tiếp trợ của Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta đồ ăn tùy theo thì, hay trong bản dịch 2010 thì nói rằng là Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ. Chúa có kỳ định của Ngài, Chúa có thời điểm của Chúa để đáp lời cầu xin của chúng ta. Chương trình của Chúa khác với chương trình của chúng ta, quý mài cha. Chúng ta mong muốn rằng là ngày mai mọi nan đề của chúng ta sẽ được giải quyết, nhưng mà đối với Chúa thì phải đúng kỳ của Chúa, đúng giờ của Chúa, Chúa Ngài mới đem đến cái câu trả lời cho nan đề của chúng ta. Bởi vì Chúa là Chúa, còn chúng ta chỉ là loài tạo vật mà thôi. Chúng ta cần phải lệ thuộc vào trong chương trình của Chúa, lệ thuộc vào trong thời điểm mà Chúa định trên đời sống của chúng ta. Mọi người thứ tư ở trong những ví dụ về sự tiếp trợ cung ứng của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh, đó chính là người đàn bà quá ở thời tiên tri Elise. Khi mà người phụ nữ này là người đã bị mất chồng, chồng của bà đã chết và bà trở thành một người đàn bà quá, và bà sắp sửa mất hai đứa con trai bởi vì những chủ nợ đến để mà siết nợ và lấy đi hai đứa con trai. Bà không có gì để trả nợ được hết, thì bà đã đến gặp tiên tri Elise và cầu xin Chúa, xin Chúa cho phép lạ xảy ra. Thì tiên tri Elise đã hướng dẫn cho bà về nhà mượn những cái bình dầu và vào trong phòng đóng cửa lại, và tại trong cái chỗ kinh nghiệm đó thì Chúa Ngài khiến cho những cái bình không đó được đầy tràn dầu. Dầu đó bắt đầu nó lan ra và bắt đầu nó dâng lên ở trong những cái bình trống đó. Và khi mà những cái bình đó đã hết rồi thì bắt đầu dầu ngừng lại. Và bà có thể dùng những cái bình dầu đó để đem đi bán và được có đầy đủ và thậm chí là dư dật để có thể trả nợ. Đấy là một phép lạ trong thời của ước cho chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài quan tâm đến những người mồ côi, những người quá bùa. Và Chúa là đấng hay thương xót. Khi chúng ta không còn có ai có thể nương cậy hoặc là nương dựa được, chúng ta cảm thấy mình giống như là một người mồ côi, một người quá bùa, không còn sức lực, không còn khả năng nữa, thì Chúa là đấng sẽ làm phép lạ trên cuộc đời của chúng ta. Chúa cung ứng cho chúng ta một cách dư dật theo cách siêu nhiên của Chúa mà theo khả năng tự nhiên chúng ta không thể làm nổi. Và ví dụ cuối cùng đó chính là Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều. Chúa Giê-xu đã làm phép lạ hóa bánh và cá để nuôi nhiều ngàn người ăn chỉ từ vài ổ bánh và con cá nhỏ của một cậu bé. Hai phép lạ Chúa đã hóa bánh ra nhiều trong Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 13 cho đến câu 21 và đoạn 15 câu 32 cho đến 38. Hai phép lạ này cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu Ngài có quyền năng để biến những cái thức ăn từ nhỏ trở nên dư dật và rất là nhiều để có thể cung ứng cho đám đông hơn 5.000 người. Lần thứ nhất Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, và lần thứ hai thì Chúa Ngài hóa bánh cho hơn 7.000 người ăn. Vậy thì Chúa của chúng ta, Ngài là đấng có quyền năng để cung ứng cho mọi nhu cầu mà chúng ta có cần thiết. Và dĩ nhiên trong Thánh, Chúa Giê-xu chỉ hóa bánh ra nhiều cho nhiều ngàn người ăn chỉ hai lần thôi. Chúa không hóa bánh ra nhiều cho nhiều người ăn trong suốt 3 năm rưỡi mà Chúa thi hành chức vụ. Bởi vì nếu trong suốt 3 năm rưỡi mà Chúa lúc nào Chúa cũng hóa bánh ra nhiều như vậy, bánh và cá lúc nào cũng dư dật, thì có lẽ Chúa đang làm hại những người dân theo Ngài, chứ không phải là ích lợi cho họ đâu. Tại vì nếu mà họ chỉ theo Chúa vì bánh hoặc là vì cá, chứ họ không theo Chúa vì những phép lạ mà Chúa làm hoặc là những lời dạy dỗ của Chúa, thì điều đó nó sẽ ngăn trở sự phát triển tâm linh của dân sự hơn là đem đến ích lợi cho dân sự của Chúa. Cho nên Chúa Ngài
quan tâm Ngài cung ứng cho nhu cầu của chúng ta một cách siêu nhiên trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà Chúa Ngài có cái chương trình của Ngài. Có những khi Chúa Ngài không trả lời, có những khi Chúa ẩn mặt của Ngài đối với những nan đề của chúng ta. Nhưng mà hãy tin cậy Chúa một điều rằng là Chúa Ngài có chương trình, có thời điểm, Ngài có quy định cho nan đề của chúng ta. Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, chắc chắn sự tiếp trợ của Chúa nó đang ở đâu đó, và hoặc là nó đang trên đường đến với chúng ta. Có thể nó đang được ship đến, và nó đang on the way, đang ở trên đường đến với chúng ta, mà có thể chúng ta không nhìn thấy. Nhưng hãy luôn dư dật ở trong sự cảm tạ, hãy dư dật ở trong sự ngợi khen Chúa. Bởi đức tin, hãy nhận lãnh những phước hạnh đó. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa, Ngài là đấng hay làm ơn, Ngài hay thương xót, và Ngài đang làm phép lạ trên tài chánh, ở trên những cái nhu cầu mà chúng ta đang tìm kiếm ở trong ơn của Ngài. Như vậy thì, mà theo Kinh Thánh, để chúng ta nhận được sự tiếp trợ về tài chánh, đòi hỏi chúng ta phải tin cậy vào Chúa, phải vâng phục các nguyên tắc của Kinh Thánh, và có một đời sống cầu nguyện. Dưới đây là một số những cái bước dựa trên Kinh Thánh để tìm kiếm sự tiếp trợ về tài chánh. Bước đầu tiên để chúng ta nhận được sự tiếp trợ về tài chánh, đó là hãy đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu, và Chúa là ưu tiên số 1 trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, lời của Chúa Giê-xu Ngài nói rằng là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm mọi điều ấy cho các người. Chúa Ngài nói rằng là mọi nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng, được đáp ứng từ A đến Z, nếu chúng ta trước hết. Đây là một cái thứ tự ưu tiên mà mỗi con cái Chúa, những người tin cậy Chúa, chúng ta cần phải biết trong hành trình theo Chúa của chúng ta. Bởi vì sẽ có một giây phút nào đó chúng ta sẽ cần áp dụng những điều này cho tài chánh của chúng ta. Có khi nào quý ông bà chị em dám trả giá để đặt Chúa làm ưu tiên số 1 trong đời sống của mình không? Có khi nào anh chị em chúng ta dám trả giá như thế này? Đó là mình sẵn sàng để nghỉ làm, để mình có thể mình đi nhóm ở trong cái ngày hôm đó. Nếu mà chúng ta đang thờ phượng Chúa mà điện thoại của chúng ta có đối tác làm ăn gọi đến để kêu chúng ta làm việc với họ, thì quý mài cho em lúc đó sẽ như thế nào? Quý mài cho em sẽ nói yes, ok, đi với họ và rời bỏ khỏi sự thờ phượng Chúa, hay là chúng ta sẽ sẵn sàng gác cái việc đó qua một bên để chúng ta thờ phượng Chúa xong, chúng ta nhóm xong, chúng ta nghe lời Chúa xong, rồi chúng ta sẽ làm những cái việc khác? Chúa ở đâu trong đời sống của chúng ta, quý mài cho em? Dĩ nhiên Chúa Ngài rất nhân từ, Ngài không bao giờ bắt tội chúng ta trong những điều đó. Nhưng khi chúng ta không áp dụng những nguyên tắc này thì tâm linh của chúng ta sẽ không bao giờ nhận được phước. Giống như việc khi mà tôi muốn rút tiền từ cái cây ATM, mà tôi cố gắng tôi đút cái thẻ ATM của tôi vào trong máy mà tôi đút ngược, thay vì tôi đút cái đầu đó vào trước, nhưng mà tôi đút cái đuôi của cái thẻ đó vào trước, thì tôi bấm cỡ nào chẳng nữa thì cái máy ATM nó không bao giờ nó ra được cái tiền mà tôi cần. Quý mài cho em ơi, khi chúng ta để Chúa là thứ hai, thứ ba hoặc là cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ nhận được phước từ thiên đàng hết. Có những người khi mà đối diện với nan đề khó khăn, tài chánh túng thiếu trong cuộc sống của mình, là mình nghĩ ngay đến cái người bạn hoặc là cái người có nhiều tiền nhất ở trong hội thánh, hoặc là cái người nào đó giàu có thể giúp đỡ cho mình, mà quên mất Chúa lại. Cho đến khi mà mình nhờ họ không được rồi, mình nhờ người này người kia không được rồi, chạy đôn chị đáo khắp nơi không được rồi, bắt đầu mới đến nhờ mục sư, nhờ thánh cầu nguyện cho nan đề tài chánh của mình. Quý mà chị em ơi, chúng ta thấy rằng là đôi khi con người của chúng ta khi nói ra điều này rất là xấu hổ, nhưng mà thực tế chúng ta thấy điều đó nó đôi lần hoặc là rất là nhiều lần đã xảy ra trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa thương xót và giúp cho mỗi người chúng ta luôn đặt để Chúa là ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Thà chúng ta mắc nợ, thà chúng ta không có tiền để trả chi phí hoặc là không có gì để ăn, còn hơn là chúng ta để Chúa là cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, quý mài chèm. Nhiều lần tôi đã kinh nghiệm với sự mắc nợ, tôi xấu hổ vô cùng, tại vì tôi không có tiền để trang trải mọi chi phí. Nhưng tôi quyết định với Chúa rằng là: Chúa ơi, con thà con không bao giờ con mở miệng ra con mượn tiền ai, con không bao giờ con để cho cái người nào là cái người sẽ đáp ứng cho mọi nhu cầu của con, chỉ có Chúa mà thôi. Trừ ra Chúa, không ai có thể ở trong cái vị trí số 1 đó cuộc đời của con.
và tôi đã chấp nhận trả giá. Chúa là ưu tiên số 1, Chúa không trả lời. Ok, con sẵn sàng, con chịu mang nợ, nhưng mà sau này Chúa sẽ ban phước cho con. Tôi có niềm tin chắc chắn như vậy. Và tạ ơn Chúa, Chúa không để cho tôi bị ổ thẹn. Và Chúa ban phước cho tôi có thể trả nợ. Và mới đức tin, tôi tiếp tục bước đi theo Chúa và nhìn thấy được sự cung ứng của Chúa ở trên mọi nhu cầu của mình, cũng như trên gia đình, ở trên tất cả mọi điều tôi có cần ở trong đời sống của mình. Tạ ơn Chúa, đó là nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta cần phải có để chúng ta có được sự tiếp trợ về mặt tài chính. Nguyên tắc thứ hai, đó chính là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, Ngài tiếp trợ chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 chép rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Trong Giăng đoạn số 16, Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 24, lời của Chúa Giê-xu Ngài nói thế này: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Wow, đây là những lời mà Chúa Giê-xu khích lệ con cái Chúa chúng ta cần phải đến cầu xin Chúa. Đôi khi chúng ta không nhận lãnh được là bởi vì chúng ta không chịu cầu nguyện với Chúa. Chúng ta nhìn cái đống nợ mà chúng ta đang có, rồi chúng ta suy nghĩ đủ điều, suy nghĩ đủ thứ, rồi chúng ta giống như là bị tê liệt, chúng ta không biết làm gì cả. Rồi chúng ta cảm thấy mệt mỏi nặng nề, rồi chúng ta suy sụp tinh thần và không còn muốn cầu nguyện được nữa. Đó là một cái điều hết sức dại dột, quý bà cha. Chúng ta cần phải trỗi dậy ở trong đức tin để cầu nguyện với Chúa. Phép lạ sẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng ta không chịu cầu nguyện. Gia-cơ đoạn số 4, câu số 2 phần B và câu số 3 chép thế này: anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Lời của Chúa nói rõ ràng rằng là chúng ta chẳng được gì hết bởi vì chúng ta không cầu xin. Quý mà chị em ơi, sự cầu nguyện sẽ làm lay động cánh tay của Đức Chúa Trời trên nan đề của chúng ta. Sự cầu nguyện sẽ khiến cho trời của Chúa được mở ra và phước hạnh về tài chánh sẽ đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Tôi đọc Kinh Thánh từ Sáng Ký cho đến Khải Huyền, tôi thấy vô số người được phước. Nhiều thánh đồ đã được phước, được giàu có, được thịnh vượng là bởi vì cớ họ đã biết cách cầu nguyện với Chúa. Không có một nhân vật nào không chịu cầu nguyện, không chịu tìm kiếm Chúa mà lại được phước hoặc là được giàu có cả, quý mài chị em. Cho nên cái nguyên tắc thứ hai này, đó là chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện. Đây chính là chìa khóa để mở cửa thiên đàng, để đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 chép rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Ở đây có ba cái mức độ để chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất đó là xin, thứ hai đó là tìm, và thứ ba đó là gõ cửa. Nếu chúng ta xin không được, xin mà vẫn chưa được thì chúng ta hãy tìm kiếm. Có thể chúng ta sẽ kiêng ăn, chúng ta sẽ cầu nguyện trong một vài ngày. Còn nếu mà chúng ta vẫn chưa nhận được cái điều đó trong sự tìm kiếm Chúa, hãy tiếp tục gõ cửa, hãy liên tục gõ cửa. Chắc chắn cửa thiên đàng của Chúa sẽ mở ra trên nan đề tài chánh của chúng ta. Đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng quá sớm, quý mà chèm. Hãy tìm kiếm Chúa, chắc chắn Chúa sẽ không để chúng ta bị thất vọng đâu. Nguyên tắc thứ ba, đó là hãy bày tỏ lòng biết ơn và quản lý tài chánh khôn ngoan. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn số 8 câu 9 chép rằng: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta biết ơn Chúa bởi vì Ngài, Chúa Giê-xu đó, Ngài vốn là một đấng giàu có, nhưng vì con người của chúng ta, Ngài đã tự làm nên nghèo, và hầu cho bởi cái sự nghèo đó của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Đấy là một cái sự hoán đổi địa vị thuộc linh, từ một người giàu sang ở trên thiên đàng. Chúa Giê-xu là vua của vua và Chúa của Chúa. Ngài đã xuống thế gian này để nhận lấy cái chỗ nghèo khó, rủa xả của chúng ta. Để rồi Ngài đem chúng ta vào trong cái vị trí thịnh vượng, giàu có ở trong thuộc linh sung mãn của Ngài. Và đây là một cái sự hoán đổi tuyệt vời của thiên thượng. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã được Chúa Ngài hoán đổi ở trong thuộc linh rồi. Cho nên chúng ta hãy biết ơn Chúa, quý mài chèm, hãy biết ơn Chúa bởi vì Chúa ơi, con hôm nay con là người được phước, hôm nay con là người giàu có, con là người thịnh vượng ở trong Chúa Giê-xu Christ. Con không phải là một người nghèo khổ, bị rủa xả, bị tra đạp bởi số phận. Con cảm ơn Ngài bởi vì con là người giàu có trong Chúa Giê-xu Christ. Khi quý mài chèm chúng ta sống ở trong sự biết ơn Chúa như vậy, quý mài chèm sẽ thấy có một sự khác biệt ở trong tâm linh của chúng ta. Thần thái của chúng ta sẽ được thay đổi.
cái tấm lòng của chúng ta, nó có một cái động lực để khiến chúng ta trỗi dậy ở trong công việc của chúng ta, và tinh thần của chúng ta rất là tươi mới, rất là đầy ơn Chúa ở trong tất cả mọi công việc của chúng ta khi chúng ta biết ơn Chúa. Giữa một người biết ơn Chúa với một người không biết ơn Chúa, thì khi hai người này vào trong công ty cùng làm việc, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái năng suất làm việc của cái người biết ơn Chúa, vui mừng làm việc, nó khác so với cái người kia. Bởi vì cái người sống biết ơn thì cái người đó luôn vui mừng ở trong mọi sự phục vụ. Còn cái người không biết ơn, người đó lúc nào cũng than phiền, lúc nào cũng than vãn về cuộc sống, về thu nhập của mình, than phiền cái này cái nọ, thì dĩ nhiên cái cuộc sống của người đó sẽ không thể nào được phước, và những người xung quanh cũng sẽ thấy rằng là không, mình cũng không muốn đến gần với những người lúc nào cũng chỉ than vãn hoặc là than thân trách phận hoặc là sống với một cái thái độ tiêu cực như vậy. Do đó, quý mà chị em muốn nhận được cái sự phước hạnh của Chúa trong tài chánh của mình, hoặc là tương lai của chúng ta được tiến xa hơn ở trong sự thịnh vượng, chúng ta hãy sống ở trong sự biết ơn Chúa và quản lý tiền bạc, tài chánh, những ân tứ, những ta lân mà Chúa ban chúng ta trong cuộc đời này một cách khôn ngoan. Đừng lãng phí những gì chúng ta đang có, nhưng mà hãy cậy ơn Chúa để làm lời nó ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng sử dụng tiền bạc của chúng ta vào trong những cái thú vui vật chất của đời này, như là cờ bạc, đỏ đen, đá gà, số đề, rồi casino, những cái hộp đêm, những cái thú vui, rượu chè, tứ đổ tường khác. Quý mài chèm, hãy tránh xa những điều đó. Nếu chúng ta muốn được phước, được thịnh vượng, hãy tránh xa những cái điều mà tôi vừa mới liệt kê. Bởi vì nếu đời sống của chúng ta, nếu đời sống riêng tư của chúng ta quá phức tạp với nhiều tội lỗi như vậy đó, chúng ta sẽ không thể nào thành công trong cuộc sống được, quý mài chèm. Nếu quý vị muốn thành công và được phước ở trong tài chánh sau này, thì chúng ta hãy tập sống một đời sống đơn giản. Tức là chúng ta cứ phát triển một mối quan hệ với Chúa, tin kính Chúa, sống càng đơn giản càng tốt. Đừng lương lẹo, đừng lừa lọc lừa bất cứ ai, đừng tìm cách để phản bội hoặc là lừa dối người bạn đời của mình. Nhưng mà hãy cứ sống một cách chân thật, một cách chung thủy, một cách chân thành với những người xung quanh chúng ta, đối với gia đình cũng như đối với bạn bè xung quanh. Chắc chắn cuộc sống của chúng ta sau này sẽ được phước và được thành công rất nhiều. Luca đoạn số 16 câu số 10 chép rằng: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Tạ ơn Chúa, nếu chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho chúng ta coi sóc những việc lớn lao hơn. Nguyên tắc thứ tư để chúng ta nhận được sự phước hạnh và sự tiếp trợ về mặt tài chánh, đó là chúng ta hãy sống với tấm lòng rộng lượng và hãy có sự gieo giống. Trong Luca đoạn số 6 câu 38, Chúa Giêsu Ngài phán thế này: hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Chúa Giêsu Ngài nói rằng hãy cho, người sẽ cho mình. Nếu chúng ta muốn người khác làm điều gì cho mình, chúng ta hãy làm điều đó cho họ. Nếu chúng ta muốn người ta đối xử với mình như thế nào, thì trước hết chúng ta hãy đối xử với họ như vậy. Nếu chúng ta muốn những người xung quanh sẵn sàng để xòe tay ra để giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn, thì chúng ta trước hết hãy xòe tay ra để giúp đỡ cho những người mà chúng ta có thể thấy họ đang gặp khó khăn thật sự ở trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều, đó là sự ban cho rời rộng cho vương quốc của Chúa khác với việc sử dụng tài sản vật chất của chúng ta một cách hoang phí. Tôi để ý và tôi nhìn thấy điều này ngay cả trong chính đời sống của tôi trước đây cũng có. Đó là khi mà mình chưa có tiền thì mình ao ước mình sẽ có tiền, và khi mà mình có tiền ở trong tay rồi, bắt đầu mình mong muốn mình sẽ mua cái này, mua cái nọ, hoặc là mình sẽ cho chỗ này, cho chỗ kia, giúp đỡ cho người này, giúp đỡ cho người nọ. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta sống như vậy thì tiền nó sẽ mau hết lắm. Nhưng mà dạo gần đây Chúa dạy cho tôi một cái nguyên tắc mà tôi thấy rằng là tôi cần phải được thay đổi ở trong suy nghĩ đó của chính tôi, và có thể nó sẽ giúp ích cho rất là nhiều quý vị chúng ta muốn được trở nên giàu có thực sự. Đó là chúng ta cần phải khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc tài chánh. Có một cái câu ở trong đời này người ta thường hay nói, đó là
đừng dạy cho người giàu cách xài tiền. Đừng dạy cho người giàu, đừng dạy đời cho người giàu biết cách sử dụng tiền. Dĩ nhiên tôi không dạy cho quý vị hoặc là bất cứ một ai cái điều gì cả. Tôi không đang lên mặt dạy đời cho quý vị, nhưng mà tôi đang nói theo lời của Chúa. Lời của Chúa để dạy chúng ta thấy rằng là có những nhân vật xuất chúng ở trong Kinh Thánh, họ đã sử dụng tiền bạc tài chánh rất là khôn ngoan. Và tôi có thể điển hình, đó chính là Joseph. Joseph là một chàng trai xuất thân từ trong một gia đình tin kính Chúa. Và ông đã bị các anh của mình ghen ghét bán qua Ai Cập làm nô lệ ở trong nhà của Phu-ti-pha. Và khi ông làm nô lệ trong nhà của Phu-ti-pha thì ông khiến cho tất cả mọi công việc đã được phước, được thuận lợi. Tiền bạc của cải của Phu-ti-pha bắt đầu gia tăng, mọi sự đều được thịnh vượng. Thế là sau đó vợ của Phu-ti-pha đã để ý đến Joseph và bà quyến dụ Joseph nằm cùng với bà ấy. Nhưng mà Joseph đã không chịu nằm cùng với vợ của Phu-ti-pha. Sau đó Joseph bị quăng vào trong ngục tù. Và tại trong ngục tù thì Chúa cũng ban phước cho Joseph và khiến cho ông trở thành một người cai tù ở trong đó. Và ông cũng làm mọi việc ở trong việc quản tù rất là tốt. Bởi vì có Chúa ban phước cho Joseph. Rồi sau đó Chúa ngài cũng đã đem Joseph ra khỏi tù và gặp được vua Pharaoh để giải mộng cho vua Pharaoh. Sau đó vua Pharaoh đã cất nhắc Joseph ngồi ở trên cái ngai tể tướng, mà ở dưới ông, ở dưới vua thì là Joseph. Và trong 7 năm được mùa ở tại Ai Cập, tức là xứ Egypt đó, thì Joseph ông đã thu nhập tất cả những cái hoa lời ở trong xứ vào trong kho. Và đến khi mà 7 năm đói kém xảy đến thì Joseph đã mở các kho tàng ra. Bởi vì trong suốt 7 năm qua, tất cả những cái kho mà Joseph xây đó, thì Joseph đã đem tất cả những cái hoa lợi của đất sinh ra vào trong những kho tàng đó. Và ông bắt đầu ông mở các kho ra để giúp đỡ cho dân chúng ở trong 7 năm đói kém. Và tôi đọc Kinh Thánh tôi thấy rằng là Joseph rất là khôn ngoan. Ông không phải là một người sống hoang phí hoặc là lãng phí tiền bạc của nhà vua và cũng như của chính phủ Ai Cập thời bấy giờ. Trước đây tôi nghĩ rằng là Joseph là một người rất là hào phóng, ai đến xin thức ăn lương thực là Joseph sẵn sàng cho cái người đó thức ăn. Nhưng mà tôi đọc kỹ Kinh Thánh tôi thấy rằng là khi mà ai đó họ đến xin thức ăn từ Joseph đó thì họ phải mua. Joseph không có cho không. Không phải là người ta đói là đến với Joseph, tôi đói quá Joseph ơi có gì cho tôi ăn không. Joseph không có cho không, nhưng mà Joseph nói rằng các người phải mua lúa, phải mua lúa mì. Có bao nhiêu nén bạc phải mua đúng cái giá đó. Quý vị thấy không? Một người giàu có họ phải có cái suy nghĩ đó là phải làm lợi ra những gì mình đang có. Không thể nào cứ thấy ai tội nghiệp là mình cứ vung tiền vào cửa sổ. Dĩ nhiên ở đây tôi đang nói ở trong cái khía cạnh của Kinh Thánh. Và chính cái câu chuyện của Joseph này quý vị biết không? Ở tại Mỹ này có rất là nhiều người họ không tin Chúa, họ không tin kính, nhưng mà họ đã áp dụng theo những nguyên tắc của Kinh Thánh và họ đã thành công. Và một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới ở tại Mỹ này đó là Elon Musk. Khi mà nhắc đến Elon Musk ở tại Hoa Kỳ này thì người ta nghĩ ngay đến một người rất là giàu có và thành công. Và hiện tại thì Elon Musk là người giàu có số 1 thế giới. Và ông đã nói thế này: tôi không quan tâm đến cái việc người ta có thu nhập bao nhiêu, nhưng mà tôi chỉ quan tâm đến cái người có thể làm ra của cải. Cái người giàu có thực sự trong tâm trí của tôi đó không phải cái người đó làm công việc này việc kia hoặc là thu nhập bao nhiêu, nhưng mà cái người giàu có thực sự đó là cái người đó dù là ở cái hoàn cảnh nào, môi trường nào, dù là ở châu Phi hay là ở cái xứ nghèo đói như thế nào cho nữa thì người đó vẫn có thể tạo ra tiền và trở nên giàu có. Và ông nói rằng là nếu mà chọn cái người chồng cho con gái của ông đó, tức là chọn con rể đó, thì ông sẽ không quan tâm đến cái địa vị hoặc là sự giàu có của anh ấy, nhưng mà ông sẽ quan tâm đến cái việc đó là cái người ấy có thể tạo ra được nhiều của cải hay không. Và ông đã nói rằng nguyên tắc làm giàu của ông đó là khi có tiền thì mình phải khiến cho tiền nó đẻ ra tiền. Những người giàu có họ luôn luôn có suy nghĩ rằng là tôi cần phải làm lợi ra những gì tôi đang có. Họ không phải là những người tham tiền,
Nhưng mà họ biết rằng là họ chỉ là những người quản gia của Chúa mà thôi, quý ông bà cha. Và ở đây trong thánh Joseph khi nãy mà tôi đã nói đó quý vị, ông đã làm theo những nguyên tắc mà Chúa dạy cho ông. Đó là khi dân chúng họ đói, họ cần có lúa, thì Joseph lấy tiền của người dân để mà bán cho dân chúng. Và khi mà ông lấy tiền của người dân thì cái tiền đó được nộp vào trong ngân khố của chính phủ Ai Cập. Và ông đang làm lợi ra cho chính phủ Ai Cập. Quý vị thấy không? Joseph rất là khôn. Không phải là ông làm lợi ra cho bản thân mình. Ông giàu có, ông ngồi trong cái vị trí đó là ông chỉ nghĩ cho mình hoặc là cho người thân xung quanh mình mà thôi. Nhưng mà ông đang nghĩ cho quốc gia, cho chính phủ mà ông đang phục vụ. Và ông đã làm lợi ra cho chính phủ rất là nhiều, quý mà anh chị em. Và chính bởi vì có Joseph làm lợi ra cho chính phủ như vậy, cho nên là Joseph mới được ở cái vị trí đó. Nhiều người ngày hôm nay cứ nghĩ rằng là ô, chừng nào mà tôi giàu có như Elon Musk hoặc là tôi số 1 thế giới đó, tôi sẽ giúp cho người này, tôi giúp cho người kia, tôi cho tiền người ta xây nhà, xây cái này cái kia. Thế rồi rốt cuộc cuối cùng mình cũng trở nên nghèo khổ, mình không còn nhiều tiền nữa, rồi mình nhận được cái gì? Quý mà cha em ơi, tư duy của người nghèo với tư duy người giàu khác nhau. Chú thấy rằng là Joseph đó, khi mà người ta không còn tiền để mà mua thức ăn nữa, thì bắt đầu ông bắt người ta phải cống nạp cái đất nè nha. Rồi không còn đất nữa thì bắt đầu lấy súc vật, trâu bò gì đó để mà đổi lấy hột giống. Chú thấy rằng là Joseph là một người rất là khôn ngoan ở trong lĩnh vực kinh doanh. Ông không bao giờ mà đầu tư hoặc là kinh doanh hoặc là đúng rồi, ông không bao giờ ông đầu tư vào trong những cái chỗ nào mà không có lợi cả. Nhưng mà ông luôn luôn biết cách để làm lợi ra cho chính mình và cũng như cho chính phủ là cái chỗ mà mình đang làm việc. Cho nên nếu quý bà chị em muốn mình là một người được phước, được giàu có và được sung mãn ở trong tài chánh tiền bạc, ngoài cái sự rộng rãi của chúng ta ra thì chúng ta cần phải có sự tiết kiệm. Chúng ta phải tiết kiệm để chúng ta biết được mình phải đầu tư cái tiền của mình vào chỗ nào và phải đầu tư làm sao để mình được sinh lợi. Cho nên đây là một trong những cái bài học rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn được trở nên giàu có, chúng ta cần phải biết cách để nắm bắt được cái nguyên tắc của cái đồng tiền nó di chuyển như thế nào. Ở tại Mỹ này có nhiều người họ được giàu có là bởi vì họ nắm bắt được cái quy luật di chuyển kinh tế của đồng tiền. Và họ khi họ nắm bắt được cơ hội thì họ bắt đầu khiến cho tiền nó đẻ ra tiền. Và họ có những nguyên tắc rất là hay, mà tất cả những nguyên tắc đó đều tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Và vừa rồi thì tôi chỉ nói đến một trong số những nguyên tắc đó, đó là chúng ta cần phải quản lý, chúng ta cần phải gieo trồng tiền bạc tài chánh của chúng ta phải đúng mảnh đất tốt thì chúng ta mới nhận được kết quả tốt. Rồi nguyên tắc thứ năm để chúng ta được phước và được sự chu cấp của Chúa ở trong tài chánh, đó là chúng ta hãy làm việc siêng năng và trung tín. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 10 câu số 4 chép rằng: người lười biếng sẽ trở nên nghèo khó, còn bàn tay người cần mẫn đem lại sự giàu có. Châm Ngôn đoạn 22 câu 29: con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng, người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Quý mà cha em ơi, lời của Chúa khích lệ chúng ta, chúng ta cần phải siêng năng ở trong mọi công việc. Ai chúng ta không làm công việc Chúa trong hội thánh trọn thời gian giống như tôi. Trước đây khi tôi còn ở Việt Nam thì tôi là một người mục sư hầu việc Chúa trọn thời gian, không đi làm công việc thêm bên ngoài và chỉ chuyên tâm để giảng dạy và phục vụ ở trong hội thánh mà thôi. Quý mà cha em ơi, chúng ta hãy đi làm kiếm tiền để nuôi sống chính mình và cũng như gia đình của chúng ta. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm. Và khi chúng ta siêng năng thì Chúa sẽ ban phước cho mọi việc mà tay chúng ta làm. Đừng chỉ ở đó ngồi không rồi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đang tài chánh đến cho con, mà công việc Chúa mình cũng không làm, mà công việc của riêng mình cũng không làm. Ở nhà chơi game, bấm điện thoại suốt như vậy mà xin Chúa ban phước cho mình. Quý mà cha mời, đó là một cái điều hết sức là phi lý. Để được phước, chúng ta cần phải làm việc một cách chăm chỉ và siêng năng. Ở trong Roma đoạn số 12 câu số 11, sứ đồ Phaolô cũng dạy thế này: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu vì Chúa. Khi chúng ta có sự siêng năng thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta rất là phước hạnh. Chúa ban phước cho chúng ta, mọi việc tay chúng ta làm đều được phước hết. Còn làm biếng đó là
một cái mặt khác của sự tiêu cực, chúng ta không nên làm biếng quý mài cha. Đừng ở không, ở tại nhà, trong khi mình có sức khỏe, trong khi mình có năng lực, mình có học vấn, có khả năng mà mình lại không đi làm. Đó là một điều hết sức không nên. Dĩ nhiên nếu quý vị được Chúa kêu gọi để hầu việc Chúa trong thời gian, giống như tôi trước đây, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta theo cách của Chúa. Và hầu việc Chúa trong thời gian đó cũng là một cái dạng công việc, đó cũng dạng là một cái, tôi tạm dùng cái từ đó là cái nghề để chúng ta hiểu được. Và khi chúng ta hầu việc Chúa trong thời gian, chúng ta đi thăm viếng, chăm sóc, dạy dỗ lời Chúa, rồi chúng ta mở mang vương quốc của Chúa qua chức vụ của chúng ta, thì đó cũng là một cái job mà qua đó Chúa có thể ban phước cho chúng ta. Tôi không muốn dùng cái từ job, bởi vì trong thế gian này thì từ job nó, tức là nghề đó quý vị, nó là một cái điều hết sức là trần tục. Nhưng mà tôi tạm dùng cái từ đó để cho quý vị hiểu rằng là người mục sư hầu vị Chúa trong thời gian cũng là một người có công việc, có cái sự siêng năng ở trong công việc của họ. Tại vì tôi đã gặp nhiều người trước đây khi họ biết tôi hầu vị Chúa trong thời gian trong hội thánh mà không lương đó, thì họ nghĩ rằng là tôi đang ở không hoặc là tôi không có việc gì làm. Nhưng mà những người đó không biết rằng là tôi phải ở nhà, tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện, tôi soạn bài giảng, rồi tôi phải gọi điện thoại, nhắn tin, hỏi thăm, khích lệ những tín đồ của Chúa. Rồi thậm chí là đi thăm viếng, chăm sóc khắp nơi. Đó cũng là một cái công việc của Chúa ban cho mình. Và Chúa qua đó, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ở trong sự phục vụ Chúa như vậy. Cho nên, quý vị ơi, để được phước ở trong tài chánh của chúng ta hãy có một cái công việc nào đó mà Chúa ban chúng ta. Có thể chúng ta đi làm ở trong hãng, chúng ta làm những cái nghề mà Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta. Và qua những cái nghề đó, Chúa sẽ ban phước cho cuộc sống của chúng ta một cái dư dật sau này. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng, điều thứ 6, nguyên tắc thứ 6, đó là chúng ta hãy tin cậy vào trong sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa quý mài cha. Dẫu rằng chung quanh của chúng ta có những người họ hứa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, họ hứa hẹn với chúng ta nhiều điều. Có thể là họ thực sự họ giúp chúng ta, họ muốn giúp chúng ta bằng tất cả cái tấm lòng tốt của họ. Chúng ta không nghi ngờ gì họ cả. Nhưng mà quý bà chị em ơi, ở trong thánh dạy chúng ta rằng là Chúa phải là ưu tiên số 1. Chúng ta cần phải tin cậy Chúa và sự chu cấp của Ngài. Và những người khác chỉ là số 2 mà thôi quý bà chị em. Ở trong Giê-rê-mi đoạn số 17 câu số 7 cho đến câu số 8, lời của Chúa hứa thế này: đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự chống cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa hứa rằng là khi chúng ta tin cậy Chúa, nhờ cậy Ngài, thì chúng ta là những người đáng được chúc phước. Và khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, khủng hoảng kinh tế, tài chánh toàn cầu, thì đời sống của chúng ta, Chúa hứa rằng là chúng ta sẽ giống như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ và ra trái kết quả. Cảm ơn Chúa, đây là lời hứa của Chúa nha, chứ không phải là lời của tôi nói. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa hứa chắc chắn nó sẽ ứng nghiệm và xảy ra trên đời sống của quý mài chị em. Phi-rơ thứ nhất đoạn số 5 câu 7 chép rằng là lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúa dùng cái từ đó là hay, thường xuyên, luôn luôn. Chúa săn sóc chúng ta quý mài chị em. Ma-thi-ơ đoạn số 10 câu 29 cho đến 31, lời của Chúa Giê-xu Ngài chép rằng: hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao, và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Tạ ơn Chúa, Chúa là đấng chu cấp, Chúa là đấng cung ứng, Chúa là đấng nuôi nấng cho đời sống của chúng ta quý mài chị em. Trong thiên nhiên này chúng ta thấy rằng là loài chim là một loài vật rất là vô tư. Chúng nó không có bộ não thông minh xuất chúng như con người chúng ta. Chúng cũng không có một sự toan tính hay là xây dựng những cái kho tàng vừa lẫm gì giống như con người chúng ta. Nhưng mà mỗi ngày các loài chim chung quanh chúng ta nó vẫn có thể kiếm được thức ăn. Ở tại nhà của ba mẹ tôi ở tại Tây Ninh, ở phía sau vườn đó, thì mỗi buổi chiều vào lúc 5 giờ chiều là cả khu vườn đó đều, trước đây đó, cách đây 2 năm trước, là cả khu vườn
nó vang lên cái tiếng của chim chóc khắp nơi, hoặc chúng nó kéo về cái cây mít ở phía sau nhà của tôi. Và đến khi mà khoảng chừng trước 6 giờ, tức là khoảng 5 giờ rưỡi, thì những loài chim nó lại nhao nhao và nó lại túa đi khắp nơi để mà đi kiếm thức ăn. Và đến khoảng chừng 5 giờ chiều thì nó lại trở về cái cây ở đằng sau vườn của nhà ba mẹ tôi. Tôi để ý rằng là loài chim sống rất là vô tư. Không có một con chim nào bị bạc đầu hoặc là có nhiều nếp nhăn ở trên khuôn mặt của chúng, bởi vì chúng quá lo lắng về cuộc sống cơm áo gạo tiền, mưu sinh như con người của chúng ta. Loài chim sống rất là vô tư. Tôi không biết chúng nó kiếm thức ăn ở đâu. Chỉ biết một điều rằng là mỗi ngày chúng nó sống phay phay và cứ bình an vô sự như vậy. Qua việc quan sát những loài chim ở trong thiên nhiên, tôi thấy lời của Chúa rất là tuyệt vời và đúng lắm, quý mài cha. Nếu loài chim mà Chúa chăm sóc cho nó như vậy, thì con người của chúng ta, Chúa càng chăm sóc hơn nữa. Tóc ở trên đầu của chúng ta, bản thân chúng ta không biết bao nhiêu cọng tóc ở trên đầu này. Chúng ta không có thời gian để đếm, nhưng mà Chúa, Ngài vẫn đếm từng cọng tóc ở trên đầu chúng ta. Mỗi người chúng ta trên hành tinh này, hơn 8 tỷ người, Chúa đều đếm tóc của họ hết, quý mài cha. Và chúng ta là những người tin cậy Chúa, hãy biết chắc một điều rằng là nếu tóc của tôi Chúa đã đếm hết, thì những cái khoản chi tiêu, những cái sự thu nhập của tôi mỗi ngày, Chúa cũng đều biết, và Chúa Ngài sẽ cung ứng cho tôi đầy đủ mọi sự. Amen, không biết mà anh chị em, nếu chúng ta có đức tin, hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa ngày hôm nay. Chúa ơi, con quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Con tin rằng là trước mặt Chúa, con sẽ được phước hơn nhiều con chim sẻ nữa Chúa ơi. Chim sẻ mắc Chúa vẫn Chúa vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Ngài tiếp trợ cho mọi nhu cầu cần dùng của chúng ta. Xin Chúa Ngài giải nợ cho chúng ta, để chúng ta không còn bị nợ nần nữa. Xin Chúa Ngài tháo gỡ những cái nút thắt ở trong công việc của chúng ta, để chúng ta không còn bị bế tắc ở trong tài chánh, rồi công việc của chúng ta được thành công, được thuận lợi trong những ngày tới. Hãy tin cậy Chúa. Và cuối cùng, nếu Chúa đã giải quyết nan đề lớn nhất của bạn, đó là nan đề tội lỗi, thì những nan đề khác còn lại trong cuộc sống vật chất hàng ngày của chúng ta, thì Chúa Ngài vẫn sẽ lo lắng tất cả mọi điều đó cho chúng ta. Tôi xin nhắc lại, nếu nan đề lớn nhất là nan đề tội lỗi của con người chúng ta mà chúng ta không thể giải quyết được, và Chúa đã giải quyết xong chúng ta rồi, thì những nan đề cơm áo gạo tiền mà chúng ta thấy chung quanh chúng ta mỗi ngày, Chúa Ngài sẽ có cách của Ngài để giải quyết cho những nhu cầu đó của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 32 chép thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Nếu Chúa Cha đã ban Chúa Giêsu là con của Ngài cho chúng ta, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Tạ ơn Chúa. Như vậy thì Đức Chúa Cha trên trời không phải chỉ ban Chúa Giêsu là Đức Chúa Con xuống thế gian này để đền tội thay chúng ta mà thôi, nhưng mà Ngài cũng ban những cái điều khác, đó là sự giàu có, sự thịnh vượng, sự sung mãn của thiên đàng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta. Quý mài anh chị em, cảm ơn Chúa, trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ được phước, trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ có được tiền bạc, tài chánh, của cải, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Tôi đang chia sẻ lời Chúa cho quý vị, những người đang theo dõi trực tiếp ở trong ngày hôm nay. Tôi công bố trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ là những đại gia, những triệu phú tương lai cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời Ngài cần có một triệu phú, cần có một tỷ phú cho vương quốc của Chúa để mở rộng công việc nhà Ngài, chắc chắn Chúa sẽ có cách để có thể làm điều đó ngay ngày hôm nay, quý mài anh chị em. Đối với Chúa mọi chuyện rất là dễ dàng, chỉ cần Ngài búng tay một cái thôi, phép lạ có thể sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta cần phải có đức tin và phải biết cách để nhẫn nhục chờ đợi đến đúng thời điểm, đúng thời kỳ của Chúa, chắc chắn mọi thứ đều sẽ xảy ra ngay trước mặt chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tóm lại, để chúng ta nhận được sự tiếp trợ về mặt tài chánh theo Kinh Thánh, thì người tin Chúa chúng ta cần phải sống theo những nguyên tắc của Chúa, luôn biết cách cầu nguyện, luôn biết cách trông đợi Chúa, quản lý tốt những gì mình có, gieo những hạt giống tài chánh trong sự rộng rãi, và tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ là đấng cung cấp theo cách của Ngài. Nếu Chúa quan tâm đến sức khỏe của chúng ta, nếu Chúa quan tâm đến công việc và tương lai của chúng ta, thì Ngài cũng quan tâm đến vấn đề tài chánh của chúng ta. Quý vị là những người được phước, bởi vì trong Đức Chúa Jesus Christ,
chúng ta đã được chuộc ra khỏi tất cả những sự rủa xả của luật pháp. Và trong sự rủa xả của luật pháp có sự nghèo đói, trong sự rủa xả của luật pháp có sự nợ nần, trong sự rủa xả của luật pháp có những bệnh tật, và tất cả những điều đó ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã gánh thay chúng ta rồi. Chúng ta là những người được tự do, được hanh thông ở trong tài chánh của chúng ta, được phước ở trong tài chánh. Nào bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa biết được những cái nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Chúa là đấng toàn tri, Ngài biết được tất cả mọi thứ. Và Chúa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúa có thể chạm đến quý vị ngay giờ phút này. Khi quý vị xem livestream, theo dõi trực tiếp chương trình này cùng với tôi. Tôi đang ở tại Hoa Kỳ, cách xa Việt Nam tới hơn nửa vòng trái đất. Tới hơn nửa vòng trái đất quên mài chèm, xa lắm. Đôi khi tôi nhớ gia đình của tôi không thể về thăm họ ngay lập tức. Nhưng mà tôi tin rằng là Đức Chúa Trời của tôi, Ngài không bị giới hạn giống như tôi. Ngài có thể chạm đến người thân của tôi, Ngài có thể chạm đến quý vị là những người đang theo dõi chương trình này. Và Chúa có thể đáp ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta một cách rất là siêu nhiên và diệu kỳ trong ơn của Chúa. Chúa là đấng toàn tại, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi và Ngài đang có mặt ở bên cạnh quý vị giờ phút này. Hãy hết lòng tin cậy Chúa. Hãy nói với Chúa về những nhu cầu, những nan đề tài chánh của chúng ta, về công ăn việc làm của chúng ta, về tương lai, về những áp lực, những lo lắng, thậm chí là những nỗi sợ hãi của chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày. Hãy trao dâng cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ đến thăm viếng chúng ta giờ phút này. Nào, quý vị hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với Chúa giờ phút này. Quý vị nếu không biết cầu nguyện như thế nào với Chúa cho nan đề tài chánh của mình, xin quý vị hãy cầu nguyện theo tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong giờ phút này. Tôi sẽ đọc trước cái lời cầu nguyện của tôi và quý vị hãy đọc lại theo lời cầu nguyện đó. Hãy xem như rằng đó chính là lời cầu nguyện của chính mình. Bởi đức tin quý vị có thể chạm đến trung áo của Chúa, bởi đức tin quý vị có thể chạm đến cửa thiên đàng của Chúa, và bởi đức tin lời cầu nguyện của quý vị sẽ được đạt vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ trỗi dậy để Chúa hành động, Chúa sẽ trỗi dậy để thương xót và ra ơn cho đời sống của quý vị. Nào chúng ta hãy đến với Chúa và hãy cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu dấu của con. Con cảm ơn Chúa bởi vì trong Đức Chúa Jesus Christ, con là người được phước. Cha ơi, giờ phút này xin hãy lắng nghe con. Con xin Chúa Ngài tha thứ những tội lỗi trong quá khứ của con mà con đã gây ra và khiến cho con bị rủa xả và bị nghèo đói. Chúa Giêsu ơi, xin giúp đỡ con và ban phước cho tài chánh của con. Ngài cung ứng cho tất cả mọi nhu cầu vật chất của con đang cần. Lạy Chúa Giêsu, con công bố con là người được phước, được giàu có, được thịnh vượng. Đấng Christ đã chuộc con ra khỏi mọi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên rủa xả thay cho con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con không chấp nhận những sự rủa xả và nghèo đói, những sự khó khăn và thiếu thốn trong đời sống con. Những điều đó không thể đè bẹp được con, nhưng Chúa là đấng tiếp trợ cho con, Ngài sẽ cứu con. Chúa ơi, đây là thời điểm mà Chúa thương xót con. Xin Chúa chạm đến con và ban phước cho tài chánh của con giờ phút này. Con xin tiếp nhận tất cả mọi ơn phước về sự tiếp trợ tài chánh của Chúa cho con. Xin thiên đàng của Chúa mở ra cho đời sống con một lần nữa, và Ngài ban phước cho mọi việc mà tay con làm đều sẽ được thành công. Con công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, mọi tà linh của sự nghèo thiếu, nợ nần, rủa xả, bị rủa xả về mặt tài chánh phải đi ra khỏi đời sống của con ngay giờ này. Và xin thánh linh của sự giàu có đến từ thiên đàng, xin hãy đến ở trên con, biến đổi con từ trong tâm linh cho đến thể xác của con, được trở nên là người giàu có của Chúa. Con cảm ơn Chúa, con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị im lặng. Nếu quý vị có đức tin, hãy đặt tay trên màn hình và hãy nhận lãnh sự sức giàu của Chúa trong giờ phút này. Và nếu quý vị
Không tin thì quý vị có thể im lặng để tiếp nhận lời cầu nguyện của tôi từ xa cũng được. Tôi không hề ép quý vị. Nhưng ai có đức tin lớn, chúng ta hãy chạm đến màn hình và hãy tin rằng là giờ phút này con đang chạm đến Chúa, bởi vì con tin vào lời của Ngài và sự sức dầu Chúa đang ở đây. Ngài có thể ban phước cho chúng ta khi chúng ta có đức tin. Nào, chúng ta cũng bắt đầu. Lạy Chúa giấu chúng con, giờ phút này con cầu nguyện, xin Chúa Ngài chạm đến dân sự của Ngài. Những anh chị em chúng con đang theo dõi chương trình này từ xa ở tại Việt Nam, trong danh Chúa Giêsu Christ họ là những người được phước, trong danh Chúa Giêsu Christ họ là những người giàu có, được thành công, được thịnh vượng, được tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa. Họ không còn nghèo khổ, họ không còn đói khát, họ không còn thiếu thốn nữa, nhưng mà họ sẽ nhìn thấy cửa trời của Chúa mở ra ở trên tay chánh của họ. Họ sẽ thấy được tay chánh của Chúa đến mỗi ngày ở trong công việc của họ, Chúa ơi, và nhất là tấm lòng của họ có Chúa nhiều hơn, tấm lòng của họ được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Sự vui mừng, bình an, phước hạnh của Chúa sẽ ngập tràn ở trong linh hồn của họ từ hôm nay, Chúa ơi. Tâm trí của anh chị em chúng con sẽ đầy dẫy những hình ảnh tốt lành, những hình ảnh của sự thành công thịnh vượng, những hình ảnh của sự sáng của Chúa, những hình ảnh của sự vui mừng của Chúa và những hình ảnh của sự phước hạnh của Chúa ở trong mọi công việc mà họ làm, Chúa ơi. Mỗi ngày họ sẽ được tràn đầy niềm vui, họ sẽ tin tưởng và bước đi ở trong sự đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Lạy Chúa, xin biến đổi quý mài trẻ em con phút này đang nghe lời Chúa từ xa. Xin Chúa Ngài khiến cho họ được trở nên giàu có, được phước, được thịnh vượng theo cách đặc biệt của Chúa. Những anh chị em đang ở vùng sâu vùng xa, họ nghe lời của Chúa, họ đói khát lời của Ngài, họ khao khát ơn của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng bỏ qua họ giờ phút này. Còn tin rằng là Chúa đang lắng nghe và Chúa thấy đức tin của họ. Họ đang chạm đến màn hình, xin Chúa Ngài chạm đến họ, Ngài sức dầu trên họ, Ngài làm ơn cho họ, Chúa ơi. Ngài đẩy gãy tất cả những sự rủa xả, những ách của sự nghèo đói, nghèo thiếu, những sự nghèo khổ ở trên đời sống họ, trên con cháu của họ nữa, Chúa ơi, để họ được trở nên những người được phước của Chúa. Họ là những đối tượng được Ngài ban phước, được Chúa Ngài theo dõi mỗi ngày. Họ sẽ làm, Ngài sẽ làm ơn cho họ, Ngài sẽ phù hộ họ trong mọi con đường họ đi, giống như là những Joseph của Chúa, giống như là những David của Ngài thời xưa vậy, Chúa ơi. Nhưng Chúa Ngài thăm viếng chúng con giờ phút này, xin Chúa Ngài lắng nghe lời cầu nguyện chúng con. Xin trời của Chúa mở ra và chúng con tin chắc một điều rằng là sự tiếp trợ chúng con đến từ Đức Giê-hô-va. Ngài là đấng tiếp trợ chúng con. Ngài không để chúng con phải bị siêu tỏ, không để chúng con bị sa ngã, không để chúng con bị bất phạm, không để chúng con phải bị tuyệt vọng ở trong những nan đề tài chánh quá lớn của chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin giúp đỡ chúng con để chúng con được sống khôn ngoan theo những nguyên tắc của lời Chúa, và cho chúng con có cặp mắt thuộc linh được mở ra để nhìn biết chỗ nào là chỗ mà chúng con cần phải đầu tư, chỗ nào là chỗ mà chúng con cần phải làm việc để chúng con qua đó sẽ được phước và được thịnh vượng. Lạy Chúa, Ngài biết được tất cả mọi sự, xin Chúa dẫn dắt chúng con để chúng con đến được nơi mà chúng con cần phải đến, chúng con sẽ làm được đúng việc mà chúng con cần phải làm, và qua đó cuộc sống của chúng con sẽ được thành công, được phước hạnh và được sung mãn ở trong ơn của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng tất cả chúng con, những anh chị em chúng con đang theo dõi chương trình này từ xa trong bàn tay của Chúa. Nguyện Chúa lắng nghe, đón xem và thương xót chúng con. Còn cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã lắng nghe và Chúa đã ban chúng con những điều chúng con đang cầu xin và đang tìm kiếm. Chúng con tiếp tục gõ cửa thiên đàng cho những nhu cầu của chúng con. Có những cái nhu cầu quá lớn, lạy Chúa. Chúng con cần có sự nhịn nhục để kiên trì theo đuổi chương trình và kế hoạch của Chúa trên đời sống của chúng con. Xin Chúa ngày cho chúng con có năng lực để chúng con tiếp tục gõ cửa thiên đàng, để qua đó chúng con sẽ nhận được câu trả lời đến từ thiên đàng ở trong ơn của Chúa. Trong đúng thời điểm của Ngài, Chúa sẽ cho chúng con thấy được câu trả lời của Chúa cho những nan đề tài chánh của chúng con. Còn tạ ơn Chúa vì Chúa luôn tốt lành và Chúa xứng đáng được ngợi khen, được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng con. Xin thay đổi chúng con để hầu cho chúng con được sống một đời sống được phước, được kết quả và làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng con từ nay cho đến ngày mà Ngài trở lại. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý mạng cho em đã lắng nghe và theo dõi. Xin Chúa ban phước cho quý vị trong ngày hôm nay được đầy dẫy ơn điển, sự vui mừng, phước hạnh, bình an và đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Hẹn gặp lại quý vị ở trong thời giờ này trong tuần sau. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại chúng ta. Nhà Salon bình an. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.